Anh em chuẩn bị trước một buổi đi câu này đấy, lâu gần tháng rồi tôi mới câu lục này. Chuẩn bị đồ câu, cần câu tuốt lại dây cước khóa linh. Buổi sáng ấy, tôi có ngồi tôi rũa lại hết cả lục cả tứ ở đây. Rồi ok, lục vào. Rồi ok. Nay đi câu lục đi, không mang đồ lăng xê đi. Tí nữa tôi sẽ có video Đây tôi xuống rồi. Cái thùng thính nền này. Thùng này chắc nó phải 4-5 tháng rồi. Đây, này tôi lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới lại cố gắng tôi đi được một buổi nữa. Đóng cửa hàng đi anh em ạ. Tôi ngửi mùi nó đúng như kiểu là mùi lên men của tương rồi. Cái này mà hồ nào mà có trôi to thì đánh thì rất là nhạy. Gạo này từ lâu lắm rồi, biết ra bị hỏng chưa? Này, tôi để lâu này, chuột nó còn cắn này anh em này. Thôi vẫn dùng được. Ui giời, mọt mối này. Để quá lâu rồi không đi câu mà. Anh em nhìn nó đóng bánh thành cục rồi này. Thôi, không sao, vẫn dùng được. À sao? Chủ yếu là tôi có cái thính nền nó ủ rất chi là lâu rồi. Cá bướm biếc này, mối mọt đầy nhóc kìa, kệ. Chả sao. Mà được cái cám gạo mới thì nó thơm hơn, nó tốt hơn. Hung mẻ của tôi thì cực kỳ ngấu rồi, ngấu ơi là ngấu. Quá nhiều mẻ nhưng không phải vừa. Đây anh em. Lắm nó không đi câu được mẹ rồi là quá nhiều. Mẹ đọc quánh rồi. Thính nền này cực kỳ lâu rồi, nó thành giống như kiểu mùi tương bẩn đấy. Đây, lớp ở trên thì nó nâu nâu nhưng mà dưới nó vẫn ngon này. Rồi, tôi chia ra cho thành hai ổ, một ổ để hôm sau đi nữa. Đây, còn này tôi chia một ổ nữa này. Một ổ thì to quá to luôn.
này nó mà câu đến đêm. Trứng gà đỏ. Một gói cam trứng. Ôi giời, cam trứng cũng hỏng rồi, tôi để lâu quá rồi. Cám trứng xay nữa. Ôi cái này cũng hỏng à. Sao nó vẫn còn mùi mùi này được. Đây nó hỏng. Nó không mốc hết à. Hôm nay chơi toàn đồ mốc. Mỗi thính nền thì cực kỳ ngon. Sốt. Bát rưỡi. Thính chảo cũng lâu lắm rồi. Chảo ok, vẫn thơm lắm. Ăn trường là mâm lạng xin chảo. Hơi khô, khuyến mại thêm bát canh mướp. Rồi anh em, ổ thính thì rất chi là dã man, tầm 7 cân. Tiến thêm một chút, cho thêm một ít dầu ăn vào nữa cho váng nó lên cho nó dễ nhìn ổ. Thập cẩm chi khương, có cái gì thì cho cái đấy vào. Ok, cả canh mướp cả dầu ăn như kiểu nó nấu ăn anh em ạ. Bài mùi bá đạo. Bóng rồi. Chưa biết cái bài mồi này nó lên cái con gì à, anh em. Bài mồi mà chỗ nó như kiểu nấu ăn này thì lên con gì. Hay là móm.
Đây cả mướp này. Ghê nha. Ui. Ở mặt cái đùm thính kinh khủng khiếp. Thế rồi, nhớ tay xiết này vào đây. Cho thêm túi nữa mà nó đứt hoài. Rồi ok. Đây, chuyên câu lục. Nay giờ đi ra hồ câu, chỗ này thì nó đi lấp hồ quá. Rồi ok anh em đi ra hồ câu. Đây anh em, vừa ra đến hồ, vừa ném thính xong rồi, không có ai đi cùng. Một mình tôi đi thôi. Năm cân, tất cả 5 cân, cả tôi là 5 này. Có một mình chịu không quay phim một phần được. Lúc về nếu mà được con nào thì tôi sẽ quay anh em xem. Ok. Ông anh em, tôi ngồi được khoảng 40 phút thì được ba con rồi, nhưng mà ba con cá chim cơ. Chưa được con trôi con mè đâu cả. Lúc nào độ này, hôm nay nó lại làm cá chim thế. Đây anh em này. Đây, mấy ông ngồi cùng kia vẫn chưa ông nào giật, mỗi mình tôi giật thôi. Không to, nó chỉ khoảng cân thôi. Nó chỉ khoảng 1 cân một con. Đây, không có ai đi cùng, không quay phim được, rất gì là đáng tiếc. Đây, có một mình tôi ngồi. Ok anh em. Anh em vừa nổ mất em hàng to anh em ạ. Rất chi nó khủng long. Vừa nổ xong may còn lấy lại được cái phao. Cái lục thì đi rồi. Nổ mất khoảng tầm 15 mét cước. Cước mặt thật. Cẩn thận lắm đấy mà vẫn nổ. Con này khá to đấy, bởi vì tôi đóng này tôi biết, tôi giật phát lên thì nó lôi ngược ra, không nhanh kịp nhả tay thì nổ. Thôi thu đồ đi về. Đây. Sắp tối rồi, ngồi câu từ 3 rưỡi, 3 rưỡi bây giờ là 6 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 3 tiếng. Tiếng đầu tiên được 3 con. Xong là bong mất từ cái lúc nổ mất cái con to thế là thôi thấy im re không ăn nữa. Đây anh em thu đồ đi về. Tối hôm nay không mang đèn pin. Tôi sẽ câu lục. Tại vì quá lâu rồi tôi không câu lục nên hôm nay tôi câu lục lại để cho nó bớt quên. Ok, trộn mồi hôm nay hồ này rất chi là nhiều rô phi nhưng mà trộn cho thêm mấy cái đồ linh tinh như loanh quanh thì tự dưng lại không được con rô phi nào. Con mà tôi bị nổ chắc chắn là mè tàu thôi. Ok anh em. Rồi giờ tôi thu đồ đi về.